Ở vòng đấu 24 V-League, huấn luyện viên trưởng Park Hang-seo sẽ có một lịch trình làm việc khá bận rộn khi phải di chuyển liên tục từ sân Thanh Hóa ra sân Lạch Tray rồi lại quay về Hà Nội để có thể trực tiếp quan sát và đánh giá các cầu thủ mục tiêu mà ông đã được Hội đồng huấn luyện viên quốc gia thống nhất cùng với VFF cung cấp. Song song với đó, ông thầy người Hàn Quốc cũng nhận được sự tư vấn từ các trợ lý để có thể lựa chọn ra được một đội hình ưng ý nhất chuẩn bị cho trận đấu với đội tuyển Afghanistan. Dự kiến, ông Park sẽ công bố danh sách chính thức tập trung đội tuyển quốc gia một ngày trước khi cả đội tập trung tại Hà Nội vào ngày 6 tháng 11. Cũng trong ngày hôm nay, đội tuyển U19 Việt Nam đã có mặt tại Đài Bắc Trung Hoa và bắt đầu bước vào tập luyện chuẩn bị cho vòng loại U19 châu Á 2018. Tham dự cuộc họp báo trước ngày khởi tranh bảng H trong buổi sáng ngày hôm nay, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã khẳng định U19 Việt Nam sẽ nỗ lực hết mình trong từng trận đấu để giành vé tham dự vòng chung kết U19 châu Á diễn ra tại Indonesia vào năm tới. Hôm nay, Công ty Cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam VPF đã có cuộc họp quan trọng để chuẩn bị cho Đại hội cổ đông thường niên vào đầu tháng 12 tới đây. Cuộc họp này cũng là để chuẩn bị cho 3 vòng đấu cuối cùng của V-League 2017, trận chung kết Cúp Quốc gia, gala mùa bóng 2017 và Đại hội cổ đông kết thúc nhiệm kỳ 2.